Theo Cục An toàn Hàng hải Australia, máy bay trinh sát P-3 Orion của không quân nước này đã cất cánh từ sáng sớm nay theo giờ địa phương và dự kiến sẽ cùng tham gia công tác tìm kiếm với máy bay phản lực Gulfstream và hai máy bay khác cùng loại. Mỹ cũng đang triển khai máy bay P-8 Poseidon tới khu vực vệ tinh phát hiện hai vật thể nghi của chuyến bay mang số hiệu MH370. Cùng ngày, Trung Quốc quyết định điều 3 tàu hải quân tới tham gia công tác tìm kiếm tại khu vực này. Đây là những tàu đang tham gia công tác tìm kiếm tại gần đảo Sumatra của Indonesia. Ngoài ra, tàu phá băng Tuyết Long, nghiên cứu Nam Cực của Trung Quốc cũng sẽ khởi hành từ thành phố Perth của Australia tới khu vực tìm kiếm. Trước đó, một tàu chở hàng của Na Uy đã được điều động đến khu vực nói trên và dự kiến trong ngày hôm nay, một số tàu khác cũng sẽ tham gia vào việc tìm kiếm tại khu vực cách thành phố Perth của Australia khoảng 2.500 km về phía tây nam. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Australia cho biết thời tiết hôm nay sẽ thuận lợi cho công tác tìm kiếm ở phía nam Ấn Độ Dương. Hôm qua, trời mây mù và có mưa đã cản trở đáng kể việc khoanh vùng tọa độ và tìm kiếm các vật thể nghi của máy bay. Thủ tướng Australia Tony Abbott trong phát biểu sáng ngày 21 tháng 3 khẳng định nước này sẽ nỗ lực hết sức để giúp tìm kiếm máy bay mất tích. Australia cũng tiếp tục sử dụng vệ tinh chụp ảnh để hỗ trợ xác định rõ vị trí từng vật thể, từ đó có thể lên phương án cụ thể cho việc tìm kiếm. Giới chuyên gia cho rằng công việc tìm kiếm sẽ hết sức khó khăn do đây là khu vực biển ít tàu thuyền qua lại và chịu khí hậu khắc nghiệt từ Nam Cực.